Chào các bạn trên YouTube. Hôm nay mình muốn ăn bánh bò nướng. Lâu rồi mình không có ăn. Bây giờ mình qua Mỹ. Mình thèm cái món bánh bò nướng. Hôm nay mình làm cái món bánh bò nướng để ăn với chia sẻ cùng các bạn nha. Bánh bò nướng thì cũng đơn giản thôi. Bánh bò nướng thì gồm có trứng, 10 cái trứng gà, 10 trứng gà, một lon nước dừa. Lon nước dừa, các bạn mua cái loại nước dừa này nó rất là béo. Lon nước dừa này thì nó là 400 ml, hai gói bột nổi nha các bạn. Hai gói bột nổi, một phao bột năng. Này, bột năng mình đã cân rồi, một phao, tại vì mua bột về con mình nó trút vô cái hộp hết trơn à, nó trút vô mấy cái hộp này hết trơn rồi, hôm qua mình mới lấy ra mình cân. Đây, bột năng nó cắt nó trút ra hết ra, mình mới lấy ra mình cân là một phao đó. Rồi gồm có đường. Đây là đường, nếu mình cái chén này mới là lượng đường đó các bạn. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình khui nước dừa ha. Rồi mình mới lượng đường, mình mới để bắt lên cái bếp. Mình quậy, mình nấu cho tan đường thôi chứ không phải cần là sôi. Tan đường xong mình để nguội, để chút mình pha vô trong trứng với bột mình làm bánh. Rồi vậy ha các bạn, để mình bắt đầu mình đập trứng, mình khui nước dừa trước để mình lượng đường. Hai chén đường nha các bạn. Rồi bô một phao bột năng, hai chén đường, hai bịch bột nổi, một lon nước dừa và 10 cái trứng gà. Bây giờ mình lấy cái nồi ra để mình nấu nước dừa. Bữa nay mình ở nhà cũng có một mình à. Anh chiều anh đi vắng rồi, thành ra mình có một mình làm, mình để máy quay, các bạn thông cảm nha. Cái này là cái nĩa, để chút xíu nữa mình quậy trứng gà. Trứng gà mình chỉ quậy cho nó tan thôi chứ mình không có được đánh cho nó nổi nha các bạn. Cái món bánh bò này là không có đánh nổi trứng gà nha. Rồi mình chế nước dừa vô đây. Đây là hai chén đường nha các bạn, hai chén đường. Đây là một chén.
hay chan đường nha các bạn. Rồi, bây giờ mình bỏ vào bếp mình nấu nha các bạn, mình nấu cho tan đường. Rồi trong khi đó thì mình đập trứng gà nha các bạn. Bạn đập trứng gà lưu ý nhớ coi chừng nó rớt cái vỏ trong cái thao trứng. Vừa làm mình cũng phải vừa quậy đường để sợ đường nó đóng thế nó lâu tan rồi nó khét. Đây mình quậy đường cho nó tan này các bạn, mở lửa quậy cho nó tan, quậy cho nó tan chứ không cần nó sôi. Đường nó tan xong là mình phải để nguội. Sắp tan rồi. Thôi mình tắt lửa được rồi đó các bạn. Tắt lửa mình còn cái độ nóng mình quậy. Mình phải bưng cái nồi. Mình phải bưng cái nồi này qua cái bếp này cho nó nguội, cho nó mau nguội. Rồi mình để đây cho nó nguội. Rồi bây giờ nước đường nó cũng nguội, vừa nguội rồi các bạn. Mình cũng đã đập trứng gà xong rồi, bây giờ mình quậy cho nó bể, cho nó tan ra thôi chứ mình không có đánh nha các bạn. Trứng gà là cái bánh bò nướng này mình không có làm cho cái trứng nó
nổi, nổi bọt lên nha, không cho làm trứng đậu bọt, mình chỉ quậy cho nó tan thôi nha các bạn. Mình quậy bằng cái nĩa cho nó không có bọt các bạn thấy nha, nó không có bọt, nó có bọt thì cái bánh nó sẽ không có rễ tre mà nó không ngon. Rồi xong rồi, bây giờ mình chế cái nước dừa. Chế nước dừa cũng đã nguội rồi các bạn. Bây giờ mình chế cái nước dừa này vô. Có một chút đỉnh trồng trắng này để mình quậy cho nó đều. Thì mình làm có một tay. Một tay mình cầm máy rồi. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình chế nước dừa vào. Nước dừa nó cũng đã nguội rồi. Nước dừa này mình nấu với nước đường đó các bạn. Mình để nguội. Bây giờ mình chế vô. Rồi. Mình quậy cho đều. Xong rồi, bây giờ mình đi rây bột nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắt cái bột nổi này ra nha các bạn. Cắt bột nổi này ra. Hai gói bột nổi. Bây giờ mình rây bột. Mình đi lột vào trong cái trứng với nước dừa mình vừa quậy xong đó các bạn.
mình cho bột nổi vô trong bột này để mình rây luôn cho nó đều. Mình vừa rây mình vừa quậy ha các bạn, mình vừa quậy quậy cho nó ngồi trong bột nó dễ tan. Rồi mình rây tiếp, còn lại mình rây hết luôn nha các bạn. Còn một gói bột nổi còn lại đó mình để vô luôn, tất nhiên là tiếp sau là hai bịch nha các bạn. Bây giờ mình quậy dễ hơn là mình lấy cái bao tay mình mang vào mình bóp ấy, nó tan đều hơn đó các bạn. Trong khi đó thì mình đi mở lò nha các bạn. Mình mở lò 350 độ. Mình để cái khuôn trong này luôn rồi nha các bạn. Mở lò trước 10 phút. Bây giờ mình trộn bột cho nó đều. Mình bóp mình trộn cho nó đều á. Một chút mình còn lượt rồi nữa các bạn.
mình đưa lại gần cho các bạn coi. Thế là mình bóp như vậy nè. Nó bóp như vậy nó sẽ mau nó tan bột hơn ha. Nó bao tan cái ruột. Bây giờ mình dùng cái rây mình lượt qua bên đây nha các bạn. Mình dùng cái rây mình lượt qua bên đây nha các bạn ơi. Rồi, mình rửa cái dây rồi tiếp tục đi tiếp nha các bạn. Rồi còn miếng còn lại các bạn rây tiếp luôn ha.
Mình đã rây xong hết rồi đó các bạn. Rồi bột mình đã luộc xong rồi ha các bạn. Bây giờ cái lò mình đã cũng là 350 độ nha các bạn. Nãy giờ mình để khuôn trong đó nó nóng rồi đó, lò đã mở trước 10 phút. Bây giờ mình lấy cái dĩa ra, mình rưới một miếng dầu. Rưới một miếng dầu vô cái dĩa để cho cái dĩa để lúc mà bánh nó ra nó không có bị dính đó các bạn. Đây, cái dĩa này cũng đang nóng nha. Bây giờ mình để vô đây. Mình rưới vô đây một chút dầu. Rồi các bạn tha đều lên hết để cái bánh nó ra nó không bị dính. Các bạn tha đều lên khuôn hết vậy nè ha. Tha hết để khuôn không bị dính. Vô 5 phút mình để mình thay dầu xong mình để vô trong lò 5 phút nha các bạn. Cho 5 phút cho cái khuôn nó thật là nóng rồi mình mới đổ bột vô. Các bạn nhớ là khi đổ bột vô cái khuôn thì nhớ lấy cái khuôn cho nó lớn, cho nó hơi lớn chút, mà mình đổ 2/3 khuôn thôi, tại vì khi ra cái bánh nó còn nở nữa. Để nếu mà đổ đầy quá thì ra cái bánh nó nở nó sẽ tràn ra ngoài. Mình phải cầm cái rây mình rây nha các bạn. Rây để cho nó xuống bột nó có cái để che. Cái đổ này nó hơi lớn, hơi to, hơi khít đó, thành ra nó xuống hơi chậm.
cái rổ này nó hơi nhỏ này các bạn ơi, thành ra nó xuống kích quá, cái lỗ nó kích quá, không có được, tại nhà không có cái rổ thưa. Các bạn có cái rổ thưa hơn á thì nó sẽ xuống dễ hơn, nó không cực như mình vậy. Rồi sau cùng cũng xong, bây giờ mình bưng, mình để vào, mình để vào lò. Mình nướng ở nhiệt độ 350 độ nha các bạn. 350 độ mình nướng 15 phút đầu. Rồi xong á là mình bật 15 bật 20 phút rồi xong mình hạ xuống 300 độ. Sau 15 20 phút mình hạ xuống 300 độ. Thì mình nướng khoảng tùy theo cái bánh nó dày mỏng mình nướng khoảng 45 đến 1 tiếng nha các bạn. Rồi bây giờ mình đợi tới 15 20 phút cho mình hạ xuống 300 độ. Rồi các bạn ơi, bây giờ sau 20 phút mình bánh ở trong lò này các bạn thấy ha. Bây giờ sau 20 phút đó, mình hạ lửa xuống. Hạ xuống còn 300 độ các bạn. Đây. Mình hạ xuống còn 300 độ ha các bạn ha. À, rồi, mình để về mình nướng trong vòng 45 phút đến 1 tiếng. Tại vì tùy theo cái bánh nó dày hay nó mỏng ha. Rồi sau đúng 1 tiếng, rồi mình bánh chín rồi các bạn ơi. Oh wow, ngon quá. Mình đã tắt lò. Rồi mình kéo cái bánh ra xem. Wow. Ôi da. Ôi ngon quá các bạn ơi. Ôi ngon quá. Bây giờ mình lấy ra để nguội rồi mình mới cắt được nha các bạn. Nó đang nóng dữ lắm, mình không có cắt liền được nha các bạn. Mình sẽ lấy ra nóng qua cho mình. Sao mà bọc đây. Có một vài, hôm nay mình có một mình ở nhà là mình làm hơi lụp chụp nha các bạn. Đừng có cười mình nha các bạn. Đây. Ôi da, bưng được rồi. Ây da. Ây da, nặng quá. Ồ, cố gắng lên. Cố gắng lên. Ồ da, không được, nóng quá. Ây da, được rồi các bạn ơi. Ây da, mình. Ây da. Ồ, nặng quá, nặng quá. Thôi các bạn ơi, rồi. Bây giờ chắc lẽ là mình phải để cho nó nguội rồi mới cắt nha các bạn. Cắt liền không có được. Cắt bánh phải để ra nguội khoảng 10 phút. Rồi, nhìn các bạn thấy không? Ngon chưa? Mình cứ mặt tay. Ồ, vàng quá he các bạn ha. Các bạn nhớ là khi mình nướng đó đến đây nãy là 45 phút sau á là mình để nhiệt độ 300 xong rồi cái mình để bật lửa trên 10 phút rồi mình là mình tắt lửa luôn đó các bạn nha. Rồi nó ra bánh gì đó mình để lửa trên nữa đó các bạn.